Mỹ thông báo sẽ chuyển vũ khí mới cho Ukraine trong vài tuần tới. Theo văn ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller, hơn 9 tháng 5, trong những tuần tới, Hoa Kỳ sẽ công bố chuyển giao các gói vũ khí mới cho Ukraine. Quan chức này nói rằng vấn đề tăng quân số của quân đội Ukraine chỉ thuộc về chính Ukraine, nhưng đồng thời Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ họ về mặt quân sự và tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế của họ để giúp họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Ông Miller nói và bạn đã thấy chúng tôi thực hiện một số điều về vấn đề đó chúng tôi bắt đầu thấy số tiền đã được chuyển vào gói bổ sung. Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng sẽ có nhiều thông báo hơn, chúng sẽ xuất hiện trong gói bổ sung. Ngoài ra, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong vài tuần tới sẽ còn có nhiều thông báo hơn nữa liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mới đây, Mỹ đã dỡ bỏ rào cản cung cấp viện trợ cho Kyiv và công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất trị giá 6 tỷ đô. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Washington đang chuẩn bị các gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv Điều này sẽ giúp Ukraine có thể quay trở lại mức cung cấp vũ khí trước đây. Đức sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ 45 triệu euro để khôi phục ngành năng lượng. Theo cơ quan báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine hôm 9 tháng 5, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine một khoản tài trợ trị giá 45 triệu euro để khôi phục năng lượng sau các cuộc tấn công của Nga. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Zemen Galushenko nhấn mạnh, Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là nguồn vốn có thể được phân bổ theo các hướng khác nhau để khôi phục và tăng cường ổn định của các hệ thống truyền tải đang bị kẻ thù tấn công. Ngoài ra số tiền này sẽ được sử dụng để mua thiết bị hiện đại hóa, tự động hóa và tái thiết các trạm biến áp của cơ sở điều hành năng lượng hàng đầu Ukraine để tiết kiệm năng lượng. Nhìn chung nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Đức, hơn 177 triệu euro vốn tiến dụng và viện trợ đã được thu hút vào cơ sở điều hành năng lượng hàng đầu Ukraine, Arenago, trong thời kỳ nga xuân lược quân sự nhằm khôi vực và phát triển mạng lưới truyền tải điện. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Zelenskyy cảm ơn Đức vì đóng góp lớn nhất cho quỹ hỗ trợ năng lượng của Ukraine với 225 triệu euro. Từ đầu mùa xuân, quân đội nga lại bắt đầu tích cực tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Ukraine sa thải người đứng đầu Bộ An ninh Nhà nước. Theo xác lệnh của mình, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cách chức Serhiy khỏi vị trí người đứng đầu văn phòng an ninh nhà nước Ukraine, người đã đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước kể từ năm 2019. Nghị định của tổng thống số 317/2024 quyết định sa thải Serhiy khỏi vị trí người đứng đầu văn phòng an ninh nhà nước Ukraine. Nguyên nhân sa thải quan chức này vẫn chưa được báo cáo. Hôm 7 tháng 5, cơ quan an ninh Ukraine đã thông báo về việc gián đoạn kế hoạch Nga ám sát tổng thống Ukraine cùng nội các của ông. Theo cơ quan an ninh Ukraine, hai đại tá của lực lượng vệ binh nhà nước bị kết tội phản quốc, hỗ trợ và tiết tay cho một cuộc tấn công khủng bố. Nhà phê bình người Nga Vladimir Kazamuza, người bị bỏ tù vì lên tiếng phản đối việc Nga xâm lược Ukraine, gần đây đã giành được giải Pulitzer năm nay về phê bình. Luật sư của Karamuza đã đăng trên Facebook rằng, ông tin cách tốt nhất để chức mình Kazamuza giành được giải Pulitzer là tích cực làm việc để giúp Kazamuza sớm được trả tự do và nêu lên những yêu cầu tương ứng của công chúng chống lại chế độ Moscow. Hôm 6 tháng 5, theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, Ủy ban giải thưởng Pulitzer đã công bố những người chiến thắng và lọt vào vòng chung kết của giải thưởng Pulitzer 2024 tại Đại học Columbia, công nhận những tác phẩm hay nhất của Mỹ trong lĩnh vực báo chí, sách, kịch và âm nhạc. Nhà báo Nga Vladimir Kazamuza của tàu Washington bầu năm nay đoạt giải Pulitzer về bình luận. Thông báo của Ủy ban Pulitzer cho biết Kazamusa đã giành được giải thưởng vì đã viết những bài báo đầy nhiệt huyết với rủi ro cá nhân rất lớn từ phòng giam, cảnh báo về hậu quả của bất đồng chính kiến ở Nga dưới thời Tổng thống Putin và để xây dựng một tương lai dân chủ cho đất nước của ông. Karamuza, 42 tuổi, là một chính trị gia, nhà văn và nhà sử học người Nga, có hai quốc tịch, Nga và Anh. Ông chỉ trích cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine trong bài phát biểu trước Hạ viện Hoa Kỳ tại Arizona vào tháng 3 năm 2022. Ngày 11 tháng 4 năm 2022, ông bị chính quyền bắt giam vì lên tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Vào tháng 7 năm 2023, Karamuza bị kết án 25 năm tù vì tội phản quốc, tham gia các tổ chức xấu và truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga. Đó là bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra cho một người chỉ trích điện Kremlin ở Nga hiện nay. Karamuza hai lần suýt mất mạng vì ngộ độc mà ông đổ lỗi cho điện Kremlin Ông bác bỏ các cáo buộc chống lại mình như một hình phạt vì chỉ trích ông Putin và vì quá trình tố tụng giống như các phiên tòa xét xử dưới thời nhà độc tài Liên Xô, Joseph Stalin. Khi ở sau song sắt, nhà hoạt động đối lập người Nga vẫn tiếp tục viết vạch trần cái giá phải trả của cuộc xâm lược Ukraine của Nga và nhấn mạnh lời kêu gọi về một tương lai dân chủ cho Nga. Karamuza chỉ là một trong số ngày càng nhiều những người bất đồng chính kiến bị giam giữ trong những điều kiện ngày càng khắc nghiệt dưới sự đàn áp chính trị của ông Putin. Vợ của Kajazmuzam sống ở Mỹ cùng các con cho biết chồng bà đã bị biệt giam trong nhiều tháng. Một hình phạt đã trở nên phổ biến trong giới chỉ trích điện Kremlin và được sử dụng rộng rãi để gây thêm áp lực cho họ. Karamuza từng bị giam trong một nhà tù an ninh cao ở Siberia và những người ủng hộ ông cho biết hồi đầu năm nay ông không còn ở đó nữa. Giải Pulitzer bắt đầu từ năm 1917 và được thành lập theo ý chí của ông trưởng báo chí người Mỹ gốc Hungary Joseph Pulitzer. Giải thưởng này được Đại học Columbia trao tặng hàng năm để ghi nhận những thành tựu nổi bật về báo chí và văn học, cùng tổng cộng 15 giải thưởng báo chí. Pulitzer được coi là giải thưởng vinh dự cao nhất của báo chí Mỹ. IPAN Pulitzer thừa nhận trong báo cáo mới đây rằng, tình trạng hỗn loạn hiện nay cho ngành tin tức đã khiến hàng nghìn người mất việc và đặt ra câu hỏi về tính bền vững cho sự tồn tại của ngành này. Người đứng đầu ho thi của Yemen cho biết, họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào liên quan đến vận chuyển hàng hóa đến Israel. Lãnh đạo lực lượng Houthi ở Yemen, Adun Malik al Ad Houthi, hôm 9 tháng 5 cho biết, nhóm này sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của bất kỳ công ty nào liên quan đến việc cung cấp hoặc vận chuyển hàng hóa đến Israel, bất kể điểm đến của họ là gì. Quan chức này cho biết, đây là giai đoạn leo thang thứ tư nhằm trả đũa sự xâm lược của Israel nhằm vào Rafa ở phía nam giải Gaza. Lãnh đạo lực lượng Houthi ở Yemen nói thêm, kể từ bây giờ, chúng tôi cũng đang nghĩ đến giai đoạn thứ năm và giai đoạn thứ sáu và chúng tôi có những lựa chọn rất quan trọng, nhạy cảm và có ảnh hưởng đối với kẻ thù. Nhiều tháng xảy ra các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công vào các tàu bè. Israel sẽ nhận thêm hàng tỷ đô từ vũ khí của Mỹ, bất chấp việc ông Biden tạm dừng cung cấp. Số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel, bất chấp sự chậm trễ của một lô hàng bom sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden xem xét các lô hàng khác. Lo ngại việc sử dụng chứng trong một cuộc tấn công có thể gây ra nhiều hậu quả hơn sự tàn phá đối với thường dân Palestine. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong tuần này rằng, chính quyền đã xem xét việc cung cấp vũ khí mà Israel có thể sử dụng cho một cuộc xâm lược lớn vào Rafah, một thành phố phía nam Gaza, nơi có hơn một triệu dân thường đang trú ẩn, và kết quả là đã tạm dừng chiến hàng bom tới Israel. Washington từ lâu đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không xâm chiếm Rafah nếu không có biện pháp bảo vệ dân thường sau 7 tháng xảy ra cuộc chiến tàn phá Gaza. Các trợ lý của Quốc hội Mỹ ước tính giá trị của lô hàng bom bị trì hoãn là hàng chục triệu đô la Mỹ. Một loạt thiết bị quân sự khác sẽ được chuyển đến Israel, bao gồm cả đạn dược tấn công trực tiếp chung, có khả năng biến bom cân thành vũ khí chính xác, cùng đạn xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bậc thép. Các quan chức chính quyền ông Biden cho biết họ đang xem xét việc bán vũ khí bổ sung và ông Biden đã cảnh báo Israel trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 8 tháng 5 rằng Mỹ sẽ cung cấp vũ khí nếu lực lượng Israel tiến hành một cuộc xâm lược lớn vào Rafa. Cuộc tấn công của Israel vào Gaza bắt nguồn từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của các chiến binh Hồi giáo Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng. Sự ủng của ông Biden dành cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas đã nổi lên như một trách nhiệm chính trị đối với Tổng thống, đặc biệt là trong giới trẻ Đảng Dân Chủ khi ông tái tranh cử vào năm nay nó đã thúc đẩy một làn sóng bỏ phiếu phản đối không cam kết trên các cuộc bầu cử sơ bộ và thúc đẩy các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Hoa Kỳ. Ông Netanyahu đã tuyên bố trong một video rằng người Israel sẽ chiến đấu bằng sức mạnh của họ để phản đối ông Biden. Đảng Cộng hòa có buộc ông Biden rút lại các cam kết của mình với Israel. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell nói trong bài phát biểu tại thượng viện, nếu Tổng Tư lệnh không thể tập trung can đảm chính trị để đứng lên chống lại những kẻ cực đoan ở cánh tả của mình và đứng lên bảo vệ đồng minh trong chiến tranh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp cùng với lực lượng cảnh sát hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng áp giải nhà bất đồng chính kiến Lăng Hoa Đam trở về Trung Quốc từ sân bay Paris, nhưng cuối cùng không thành công do sự can thiệp của truyền thông Pháp. Cảnh sát Pháp cho rằng việc áp giải trắng trợn như vậy thật nực cười, được biết nhà bất đồng chính kiến Lăng bị nhân viên Trung Quốc giam giữ, đánh đập tra tấn và đe dọa tại Pháp. Vào tối ngày 2 tháng 5, Đài France 2 đã phát sóng một bản tin đặc biệt tiết lộ rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp với sự hỗ trợ của cảnh sát ngầm Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Pháp và các nhân viên khác đã bắt cóc hai bất đồng chính kiến Lăng Hoa Đam, 26 tuổi, đến sân bay Paris. Trong quá trình này, họ đe dọa và buộc Anh phải trở về Trung Quốc, gây chấn động dư luận. Đài France 2 và tờ báo Challenge được ông Vương, nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc thông báo trước, nên đã theo dõi và ghi lại toàn bộ quá trình, khẳng định sự tồn tại của cảnh sát ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Theo ông Vương, Đại sứ quán Trung Quốc đã đe dọa trước đó với nhà bất đồng chính kiến Lăng rằng, nếu anh không sẵn lòng tiếp tục hợp tác với chính phủ Trung Quốc, anh sẽ phải rời Pháp và trở về nước. Lăng Hoa Đam từng bị giam dưới tầng hầm ở Aubervilliers, bị buộc phải viết bản tự kiểm điểm và liên tục xem các bản tin của CCTV, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì Lăng không muốn thỏa hiệp, nên anh bị đưa đến các nhà hàng Vân Nam và Tứ Xuyên ở quận 9 của Paris và bị giam giữ nơi anh bị đánh đập nhiều lần. Lâm đã liên lạc với ông Vương vào tháng 2 năm nay và nhờ ông giúp đỡ, vì vậy ông Vương đã liên lạc với các phóng viên truyền thông Pháp mà ông biết và quyết định hợp tác quay phim để cứu người. 6 giờ sáng ngày 22 tháng 3, Phóng viên Pháp và ông Vương bắt đầu công tác cứu hộ và theo dõi hoạt động cứu hộ. Đoạn viên cho thấy Lăng bị hai nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc và một số người mặc áo vét đỏ bao vây khi bước vào sân bay. Nhưng Lăng đã trốn thoát ngay trước khi lên máy bay. Khi nhân viên Trung Quốc giận dữ đuổi theo Lăng, phóng viên của tờ Challenge và đội ngũ đài truyền hình Pháp đã đến bảo vệ Lăng và giúp anh ấy lấy lại hộ chiếu. Các nhân viên cảnh sát hải quan Pháp cũng lao tới hiện trường. Ông Vương cho biết Lăng vẫn bị nhân viên Trung Quốc đe dọa, thậm chí còn bị đánh đập và bị cướp điện thoại di động của anh, gia đình Lăng cũng bị đe dọa. Luật sư của Lăng cho rằng trường hợp này rất điển hình và rõ ràng, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể xâm phạm các quyền cơ bản của công dân trên đất Pháp là không thể chấp nhận được. Về vấn đề này, một phóng viên của đài Stop Hope đã phỏng vấn nhà văn người Canada gốc Hoa Thịnh Tuyết hôm 4 tháng 5. Nhà văn nói, các nền dân chủ phương Tây thiếu trầm trọng ý thức cơ bản chung để đối phó với sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nước phương Tây cần biết rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đang đối phó không phải là một chính phủ bình thường, đó là một hệ thống có sức mạnh khủng bố. Họ sử dụng những phương pháp như vậy để chống lại người Trung Quốc ở nước ngoài. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chủ nghĩa khủng bố quốc gia của mình ra thế giới. Một số quốc gia đang nghiên cứu vấn đề này, trong đó có Canada, quốc gia đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập sâu sắc. Cả thế giới nên xác nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ khủng bố nhà nước. Nhà văn Thịnh Tuyết nói rằng bà đến Canada vào năm 1989 và tham gia vào các phong trào dân chủ ở nước ngoài. Vì vậy, bà cũng trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà tiết lộ sự tấn công đó không chỉ diễn ra trong vài tháng mà là nhiều năm. Vào thời điểm đó, tất cả các nền tảng, bao gồm email, mạng xã hội X và Facebook, chỉ cần bà sử dụng, bà sẽ phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa và quấy rối. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo